đã có 4 người bị trọng thương trong vụ tấn công bằng dao nhọn ở thủ đô Vienna của Áo Quốc. Ít nhất 4 người được cho là đã bị thương nghiêm trọng trong 2 vụ tấn công bằng dao riêng lẻ tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo Quốc vào chiều thứ Tư ngày 7 tháng 3. Cảnh sát cho biết hiện vẫn còn quá sớm để kết luận thủ phạm của 2 vụ tấn công này là cùng một người. Động cơ của vụ việc cũng đang được giới chức trách tiến hành điều tra. Truyền thông cho biết rằng vụ tấn công bằng dao đầu tiên đã diễn ra vào lúc 6 giờ 45 phút chiều theo giờ quốc tế tại khu vực quận 2 của thành phố Vienna, nơi an tọa công viên Prater nổi tiếng và trung tâm giao thông Praterstum đông người. Đây cũng là nơi đặt một trung tâm sinh hoạt của người Do Thái. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, vụ tấn công thứ hai xảy ra khiến cho một người bị trọng thương cùng tại khu vực Praterstum. Dựa vào thông tin ghi nhận từ Sở Cảnh sát Lực lượng An ninh của Áo đã bắt giữ được một người đàn ông gốc Afghanistan. Danh tính của đương sự cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Tại thủ đô Vienna xinh đẹp của Áo chưa từng xảy ra bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào giống như là tại Paris, Pháp và Brussels kể từ năm 2015 cho đến nay.